Xin chào anh em nhá. Chào mừng em đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Anh em ơi, ở trong cái video ngày hôm nay thì là một cái buổi ở nhà các bạn ạ. Đây, và ở ngoài trời thì hiện tại trời khá là âm u, tôi phải bật điện lên này anh em biết đấy. Và trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta cùng ở nhà đàm đạo với nhau thôi. Anh em, như anh em cũng biết thì đợt vừa rồi tôi có nói với anh em là tôi đang bận cái lịch khai trương hồ câu, nó vào cuối tuần này, nó vào chủ nhật đấy, là tôi khai trương hồ câu cho anh em câu, anh em đánh giải. Thì ở trong cái video ngày hôm nay thì tôi sẽ nói với anh em mà tôi sẽ tri ân và giảm giá cho anh em diều 2m và 1m7 sẽ từ 50.000 đến 100.000 trên một con. Đấy anh em nhá. Thì là ở trong duy nhất trong video ngày hôm nay thôi. Đến hết ngày thứ tư nhá, hôm nay là thứ hai, ngày mai là thứ ba, thứ tư, đến hết 2 ngày đấy thôi. Thì là trong cái quá trình tôi bận quá anh em ạ, thế cho nên là tôi ra nó ít video, thế tôi sẽ bù vào đấy cho anh em là tôi sẽ giảm giá trong 2 ngày từ 50.000 đến 100.000 trên một con cho anh em. Thì là để thỏa mãn cái niềm đam mê của mình, tôi ngoài cái đam mê diều ra thì tôi còn đam mê câu, săn bắt các kiểu, nói chung là tôi nhiều cái đam mê lắm anh em ạ. Tôi đam mê cái gì thì tôi mở cái đấy, tôi thích cái gì tôi mở cái đấy. Nó là như vậy để phục vụ cho anh em. Ngoài ra là phục vụ bản thân mình, nó là chủ yếu anh em ạ. Đấy, thì là từ những cái mẫu diều này thì đợt vừa rồi nó cháy hàng. Thế là thông cảm, một số anh em thông cảm. Một số anh em đặt cọc rồi thì tôi phải chuyển tiền lại để trả lại cho anh em. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì lại về rồi. Đây, lại về rồi, lại làm xong cho anh em một cơ số diều ở đây. Cũng nó rơi vào tầm vài chục con. Mẫu cú đỏ này, mẫu cú đỏ này là một. Mẫu đây, cái mẫu cú đời đầu này là hai. Đấy, hai cái mẫu này. Anh em thông cảm, ngày hôm nay tôi sẽ ít đi lại. Tại vì tôi vừa ngoài ao về khá là mệt mỏi anh em. Ui, nó đổ. Khá là mệt mỏi. Anh em đợi tôi tí. Rồi, đây, thì những mẫu như này sẽ giảm từ 50.000 đến 100.000 cho một con anh em. Anh em cần thì anh em nhắn tin qua Zalo cho tôi để trên góc màn hình ấy. Đấy, những mẫu diều như này. Alo ạ. Ờ, cho ở đây với làm diều không nhỉ? Dạ vâng ạ. Ờ, thấy trên TikTok có ông ấy con diều ấy đi đây. Cứ dùng Zalo số này em chụp gửi lại xem có con này không nhá. Dạ vâng ạ, vâng ạ. Anh kết bạn Zalo với em qua số này cho em gửi mẫu cho anh ạ. À, Zalo số này luôn đi. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh ạ. Đấy anh em ạ, lại khách hàng. Rất là nhiều anh em gọi cho tôi, gọi trực tiếp đấy. Nếu mà anh em muốn mua hàng thì anh em phải gọi trực tiếp như thế này. Đấy. À, và tôi sẽ nói lại về cái phương thức mua hàng ở bên tôi là như này, người lớn thì tôi sẽ không cần đặt cọc. Người lớn sẽ không cần đặt cọc, nhưng mà trẻ con thì bắt buộc sẽ phải đặt cọc để tránh tình trạng các bạn bom hàng ấy đấy. Các bạn thông cảm, nếu các bạn muốn mua hàng mà không phải đặt cọc, nhận hàng kiểm tra thanh toán thì các bạn bảo bố hoặc là mẹ hoặc người lớn anh chị gọi cho mình. Đấy là như vậy nha anh em nhá. À, thì ngoài diều này ra, ngoài những cái con diều, bây giờ tôi sẽ đứng lại dạy cho anh em xem. Những cái con diều như thế này tôi sẽ giảm cho anh em 50-100 nghìn. Và đây, nhiều anh em hỏi tôi về còi 7. Vâng, còi 7 đây. Còi 7 D45 2, 4, 6, 7. Tôi sẽ bẩy cho anh em xem nhá. Dàn này thì mới ra lò. Còn 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tôi vừa mới ra được 10 dàn thì đi 3 dàn rồi. Còn lại là còn 7 dàn nữa anh em ạ, đây. Âm đấy anh em ạ. Nói chung là âm nhờ cái dàn này tôi có test ở trên kênh YouTube của tôi rồi. Anh em cần thì anh em lại quay lại cái video này thì anh em xem thì sẽ thấy. Còn coi năm đây thì cháy hàng liên tục anh em ạ. Liên tục luôn, đây còn chưa cả kịp sơn. Vừa mới sản xuất xong chưa kịp sơn. Vậy tại cho anh em nghe nhá. Những cái dàn như thế này giá rất rẻ luôn. Còi phủ bì D35 5 quả anh em ạ. Đấy, vừa mới xong được cái lô này thôi, còn một lô nữa vẫn đang làm chưa kịp sơn, xong thì tôi sẽ sơn hết tất cả. Đây, vừa rồi anh em đặt còi là chuyển tiền đặt cọc cho mình rồi, nhưng mà mình lại phải chuyển giả lại các bạn ạ. Có nghĩa là hàng chưa có mình chưa dám nhận anh em, tại vì nó cháy rồi ấy. Đấy, đơn rất là nhiều luôn. Đấy, đơn rất là nhiều, nam rất là nhiều, đại loại là tất cả những cái đơn hàng to, đơn hàng giá trị to thì mình sẽ giảm nhiều cho anh em, còn đơn hàng giá trị nhỏ thì mình sẽ giảm nhỏ cho anh em nhé. Đây, VinFast con này mình chưa test cho anh em được. Nhiều anh em hỏi VinFast 1m7. Đây, VinFast 1m7 của anh em đây nhá. Cái đuôi này chưa kéo. Đấy, VinFast 1m7 của anh em đây. Diều nét căng luôn. Đấy, với cái giá con diều rất là rẻ, anh em chỉ cần bỏ ra 350.000 thôi, anh em đã có thể sở hữu con VinFast này rồi. Và anh em đang thả gãy trên trời, nào đèn miễn phí nào đấy cho anh em. Đấy, còn 1m8 giá vẫn như cũ 450 nha anh em nhá, 450. Đấy,
Đây là tất cả diều mình giảm giá cho anh em rồi. Còn về giá trị những con diều này, anh em inbox qua Zalo giúp mình nhé, mình sẽ báo giá cho anh em. Tất cả khung ngăn ở đây thì anh em mua hàng bên mình rồi thì biết đúng không, về cái chế độ bảo hành. Đấy, bảo hành cho anh em 1 năm đang bay trên trời, gãy là nào đèn miễn phí là đấy cho anh em nhé. Đây, quay trở lại sáo. Anh em ơi, anh em hỏi mình về cái hòa còi D45 11 quả này, giá chỉ có hơn 1 triệu thôi, bảo hành cho anh em âm đến tận lúc vỡ tất cả sáo ở đây. Thì cái dàn này hiện tại còn có một dàn thôi, các bạn đặt thì vui lòng nhắn tin qua Zalo giúp mình nhé. Đấy, thì là mình sẽ tiếp nhận đơn của anh em và sau đó sẽ hẹn ngày trả anh em. Còn hiện tại ở đây thì từ 20 dàn xuống còn có một dàn thôi, hết 19 dàn rồi, còn duy nhất một dàn này. Đấy các bạn ạ, thì là anh em đặt hàng thì anh em nhắn tin qua Zalo giúp mình thì mình sẽ tiếp nhận đơn của anh em và lưu vào đó các bạn ạ. À, còn một cái vấn đề nữa, bây giờ tôi đã ngồi xuống tôi nói chuyện với anh em. Cái ấy, cái mà nhiều anh em hỏi tôi là đợt này anh có đi Thái Bình không, thì có nha anh em nhá. Mùng 1 tháng 5 này tổ chức hội ở Thái Bình thì phải, thì mình sẽ về Thái Bình và giao lưu cùng anh em. Như các bạn có thể biết thì dạo này tôi bận đến cái mức mà đây đầu tóc tôi này, chưa bao giờ tôi để tóc nó tốt như thế này. Đấy, bận nhiều công việc quá, có gì các bạn thông cảm, các bạn đặt hàng thì các bạn vẫn cứ đặt bình thường nhá. Đấy, mình sẽ tiếp nhận đơn anh em nhưng mà mình trả nó hơi muộn một chút, nhưng mà vẫn đảm bảo được cái chất lượng cho anh em, tại vì mình làm thời gian nó sẽ chậm hơn một chút so với bình thường để cho nó kỹ hơn. Đấy, nó nét, nó đẹp hơn cho anh em bỏ tiền ra, bỏ mấy trăm nghìn, bỏ tiền triệu ra sở hữu một con diều, một dàn sáo hoặc một combo diều và sáo, thì các bạn muốn mua được cái sản phẩm tốt đúng không, chất liệu nó tốt và chế độ bảo hành cũng tốt. Thế cho nên là mình cũng muốn là truyền tải đến cho các bạn, mà muốn đưa cho các bạn những cái sản phẩm mà nó tốt, nó chất lượng y như theo cái giá tiền của các bạn. Nói chung mình bán hàng ở đây thì nhiều anh em, nói chung là sẽ có người ta bảo là ông này bán đắt này, hoặc có người bảo anh này bán rẻ, cái chất lượng như này. Em nói chung là cái mà sản phẩm, mà chất lượng của mình đánh giá, các bạn có quyền đánh giá, nó là chuyện nó quá là bình thường luôn. Đấy, còn anh em mà mua, anh em trải nghiệm rồi ấy, thì anh em sẽ biết được cái chất lượng sản phẩm. Đấy, anh em sẽ hiểu thôi, tiền nào nó là của đấy, đắt nó sắt ra miếng, anh em phải công nhận không. Sản phẩm tốt thì mình sẽ nói lại với các bạn một lần nữa là sản phẩm tốt thì không bao giờ nó đi đôi với chữ rẻ, mà cái sản phẩm rẻ thì không bao giờ nó đi đôi với chữ tốt, đúng không anh em? Đấy, thì mình chân thành cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình từ đầu đến giờ nhé. Anh em nào cảm thấy video mình hay, nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ ở kênh nhé. Đặt hàng thì anh em vẫn cứ đặt hàng qua Zalo, số điện thoại trên góc màn hình giúp mình. Ngày hôm nay nó không có gió thì mình mới ở đây mình đàm đạo và chia sẻ với tất cả anh em. Và sau cái ngày khai trương của mình ấy, ngày khai trương là cái ngày chủ nhật tuần này, thì là ngày tới đây anh em nếu mà ở gần mình, quanh mình muốn gọi là đăng ký tham gia vé khai trương ấy, giải nhất 4 triệu, giải nhì 2 triệu, mà giải ba là 1 triệu rưỡi ấy. Giải nhất cộng cờ cộng cúp, đấy, cộng hai gói cám. Nói chung là anh em có thể qua cái Facebook của mình, ở Facebook Nguyễn Thế Ba, hoặc là anh em tham gia cái nhóm mà Hồ Câu Đài Nghĩa Hưng ấy, thì anh em vào trong đấy thì sẽ có tất cả những thông tin giải thưởng các thứ ấy. Anh em vào trong đấy tham gia rồi xem và vui chơi cùng với mình. Các bạn ở xa cũng có thể tham gia nhóm của mình để đăng video rồi các thứ tương tác cùng với nhóm cho nó vui. Cảm ơn tất cả anh em nhé. Nếu anh em nào cảm thấy video của mình hay thì nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ kênh nhé. Bye bye tất cả anh em.